Dạ con chào sư, chuyện là sắp đến Tết rồi. Con rất sợ hãi khi phải về quê. Thuở ấu thơ con sống trong gia đình giống con chim bị nhốt trong lồng. Mẹ con dùng tiền để khống chế con cho đến sau khi học cao đẳng. Một đêm con bỏ nhà ra đi cho tới hiện tại. Con đi làm và cảm thấy ổn khi thực hành thiền tự chữa lành cho mình. Hiện tại ba con cũng mất rồi do uống rượu và thời trẻ ba có kể là đã từng làm lâm tặc lấy gỗ bán phá hại nhiều chúng sinh. Con thấy hai lần trước khi con về thì gia đình bên nội thì nhậu nhẹt, gia đình ly tán, gia đình bên ngoại thì coi thằng không cha, con cũng không cảm nhận thấy tình thương từ gia đình, mẹ và tổ nghiệp. Con nghĩ Tết mình có nên xin vào ngôi chùa nào đó cầu phước cho mẹ. Có một đoạn kinh trong Rải Tâm Từ là mỗi chúng sinh là chủ nhân do nghiệp mình tạo ra. Vậy có phải mọi nhân quả mà con sinh ra trong nhà nghèo khó, gia đình khổ, bố mất, mẹ không thương là do con tự tạo ra, cho nên làm thế nào mong sư giúp? Bây giờ cái thứ nhất là sư cũng không có thần thông. Nhưng mà ở trong kinh Tạng á, và chú giải thì có nói là tại sao, như là bà Quý Sa Kha hỏi là tại sao có người á, sinh ra là nghèo khó, có người sinh trong gia đình giàu sang. Đức Thế Tôn nói người có bố thí thì sinh ra trong gia đình giàu sang, còn người không có bố thí bỏn sẻn thì sinh ra trong gia đình giàu có. Người có bố thí thì sinh ra trong gia đình giàu sang, còn người không có bố thí thì sinh ra trong gia đình nghèo khó. Ha. Còn người á, mà giữ giới không tà dâm á, thì sinh ra trong một gia đình an ổn hạnh phúc. Còn người không giữ giới này á, thì sinh ra trong một gia đình bất hạnh ly tán. Rồi ngay cả cái nghiệp sát sanh thì cũng có một loại nghiệp tương tự, là một người không sát sanh á, thì cũng là người có nhiều họ hàng quyến thuộc và quyến thuộc cũng thương yêu mình. Còn người có phạm giới sát sanh á, thì họ sẽ sống cảnh là ly tán và thân bằng quyến thuộc họ cũng không có thương những người này. Rồi cái quan trọng là mình làm cái gì? Thì bây giờ thứ nhất á, là mình đi tới nơi nào mà theo tinh thần của bài kinh khu rừng á, là tới nơi nào mà mình an lạc, các thiện pháp phát triển, mình có cơ hội giữ giới, có cơ hội làm phước, có cơ hội hành thiền thì mình nên tới chỗ đó. Còn chỗ nào á, mà mình tới cái tâm mình bất thiện nhiều rồi mình không giữ giới được, không làm phước được, không hành thiền được thì mình không nên ở đó. Nó qua câu hỏi tiếp theo.